ma không? Nó sẽ thông báo cho chúng ta là còn bao nhiêu mét nữa thì chúng ta sẽ đi qua cái hầm chui này. Ở cái khoảng cách mình cứ dần cứ dần. Cái chức năng này nó cũng rất hay bởi vì là khi đi qua một cái đường hầm theo về luật giao thông chúng ta phải bật đèn. Như vậy là đối với những cái xe mà nó không có cái hệ thống bật đèn tự động thì chúng ta phải bật đèn lên, khi có thông báo thì chúng ta phải bật đèn lên để đảm bảo về giao thông được an toàn, lái xe được an toàn. Camera giám sát tốc độ giới hạn 50 km. Trời ơi, cây nhộng nhịp mạnh con chó. Mạnh, anh phải xuống anh nữa. Hà Nội nhiều, Hà Nội nhịp với cây nhộng. Sợ nhỉ? Anh quay hết rồi, sao? Tí có up lên trên Facebook, sao nó vỡ mồm. Sợ thật đi. Mình tí xuống dạy. May là đẩy nhanh, không có vỡ mồm. Cây nhộng. Con chó ấy. Mẹ. Bọn lái xe khách đi rất ẩu. Bọn là riêng bọn Hà Nội, không lo anh bị phát hết như em này luôn. Anh với Vân đi thế. Quá tức là hết rồi, đi chết với anh. Mấy cái đấy mà không không phản xạ nhanh mà không kéo nhanh là vỡ mồm vào nó luôn. Cái bọn chó này đi mẹ lại xuống hổ này.